Hậu tận thế là một trong các chủ đề mình cực kỳ yêu thích và cũng có không ít các bộ phim đã làm nên thành công từ nó. Love and Monster là một tác phẩm tương tự như vậy, nhưng pha trộn thêm yếu tố hài hước, tuổi teen vào cốt truyện. Bộ phim có sự tham gia của nam diễn viên Dylan O'Brien, hứa hẹn sẽ đem đến cho bạn nhiều phút giây thoải mái. Bộ phim là câu chuyện trưởng thành của nhân vật Joe Dawson. Trong phim, thế giới rơi vào thời kỳ tận thế khi chính phủ cố gắng phá hủy một viên thiên thạch. Các chất hóa học từ vụ nổ đã biến các sinh vật nhỏ bé trên trái đất bỗng chốc trở nên khổng lồ và giết chết gần như toàn bộ loài người. Những ai sống sót thì phải tồn tại trong các bunker dưới lòng đất. Joe là một chàng trai trẻ tuổi bị chứng đông cứng khi đối diện với các sinh vật khổng lồ. Trong một lần muốn chứng tỏ bản thân và giữ lời hứa với cô bạn gái Amy, Joe đã lên đường để hội ngộ với người yêu, mặc cho các thành viên sinh sống cùng anh can ngăn. Từ đó, chúng ta sẽ được chứng kiến hành trình phát triển bản thân của Joe lẫn một thế giới tận thế đầy sự bất ngờ. Love and Monster có nhịp phim tương đối nhanh, đặc biệt là lúc đầu phim, khi nhân vật Joe tự thuật lại các sự kiện đen tối đã dẫn tới tận thế. Sau đó, Joe đưa ra quyết định thực hiện cuộc hành trình không tưởng trong sự ngỡ ngàng của các nhân vật khác lẫn người xem. Về sau thì các tình tiết phát triển với nhịp độ hợp lý hơn, đánh mạnh vào yếu tố hài hước, năng lượng tích cực mà phim muốn truyền tải. Love and Monster có một cốt truyện không quá khó đoán nhưng lại rất thú vị khi đạo diễn đã khai thác được chất liệu bí ẩn từ chủ đề tận thế và quái vật. Cũng như nhân vật Joe, người xem cũng bị bộ phim đặt vào những tình huống không lường trước được, và mỗi lần có một điều gì đó xảy ra thì bạn sẽ cực kỳ phấn khích. Love and Monster đã rất thành công trong việc xây dựng một thế giới giả tưởng với đầy những cạm bẫy, sinh vật quái lạ, và mình tin bộ phim chỉ mới khai thác được một phần rất nhỏ trong số đó. Tuy số lượng quái vật xuất hiện không nhiều do thiếu kinh phí, nhưng bộ phim vẫn đem lại sự rùng rợn lẫn ngạc nhiên cho người xem bởi tạo hình của các sinh vật này. Khi xem, chúng ta không khỏi liên tưởng bộ phim này với tác phẩm Zombieland. Cả hai đều lấy nhân vật tuổi teen làm trung tâm để khai thác câu chuyện, miêu tả hành trình sinh tồn, tự khám phá bản thân. Love and Monster tập trung vào câu chuyện của nhân vật Joe nhiều hơn, khi phần lớn thời lượng chúng ta chỉ theo dõi mỗi nhân vật này, cách mà anh sẽ vượt qua nỗi sợ của bản thân để không chỉ bảo vệ mình mà còn là những người xung quanh. Có lẽ điều mình ấn tượng nhất từ phim đó là cách kể chuyện nhẹ nhàng nhưng lại rất hài hước, dễ xem, dễ cảm. Các nhân vật như Clyde, Minnow cộng với sự ngu ngốc, vụng về của Joe chính là những yếu tố gây cười cực mạnh đến từ phim. Tuy không có cách kể đặc sắc như bộ phim Zombieland, nhưng đôi khi chính sự đơn giản của Love and Monster mới là những nét riêng của tác phẩm này. Một số tình tiết của bộ phim sẽ rất ảo diệu, đặc điểm nhận dạng của dòng phim tuổi teen, nhưng nó có thể đem lại cho bạn những tiếng cười sảng khoái. Bộ phim không chỉ mục đích gây cười mà nó còn truyền tải nhiều bài học, một năng lượng sống tích cực cho người xem. Love and Monster vẫn có những giây phút lắng động để người xem thay đổi không khí, chậm lại lắng nghe câu chuyện của Joe lẫn các nhân vật khác. Nhưng nó cũng nhanh chóng bị chen ngang bởi các tình tiết gây cười, đúng với tính chất của phim. Một số người xem sẽ thích sự kịch tính được tận dụng hiệu quả hơn, tránh quá nhiều thời gian nghỉ giữa các đoạn câu trào. Nhưng bộ phim đã làm tương đối tốt, cân bằng giữa hai yếu tố. Love and Monster không cố gắng ép người xem hiểu thông điệp của bộ phim, mà nó đến rất tự nhiên. Cái kết của bộ phim đã thực sự làm mình rất thích thú, từ cách mà đạo diễn sử dụng lời thoại của các nhân vật để giải quyết nút thắt cho cả câu chuyện, cho đến bài học cuối phim. Tác phẩm này đã đem được tinh thần tích cực đến với mình. Về diễn xuất, Dylan O'Brien đã thể hiện rất tốt nhân vật Joe, từ tính cách sợ sệt, thiếu tự tin về bản thân, cho đến mạnh mẽ, quyết đoán. Trái ngược với trong Maze Runner, Dylan dường như gồng gánh quá nhiều tính cách phức tạp của nhân vật, khiến anh không thực sự làm tốt. Đến với Love and Monster, Joe có vẻ là một nhân vật dễ thở hơn, đồng thời nó cũng gần gũi, khiến Dylan đã có một phần trình diễn khá thảm hơn. Các nhân vật còn lại đều được hóa thân rất tốt, mình đặc biệt ấn tượng với Clyde và Minnow. Tóm lại, Love and Monster là một bộ phim cực kỳ đáng xem. Nếu bạn là fan của dòng phim tận thế, pha tuổi teen, thì đây là cái tên bạn không thể bỏ qua. Đó là cảm nhận cá nhân của mình, còn bạn thì sao? Nếu bạn xem video thấy hay thì like và đăng ký kênh để ủng hộ mình. Mình là Nghiện Phim và hẹn các bạn trong các bộ phim lần sau. Chúc các bạn xem phim vui vẻ.